Sáng nay, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh tại hội nghị cho biết, năm 2023, bằng nhiều giải pháp cụ thể hiệu quả, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông. Toàn tỉnh xảy ra 145 vụ tai nạn giao thông, làm chết 126 người, bị thương 83 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 23 vụ, giảm 37 người bị thương. Đạt được kết quả này là nhờ tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, các sở ngành, các tổ chức đoàn thể và Ban An toàn giao thông các cấp quan tâm, duy trì thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vượt quá tải trọng xe, chạy quá tốc độ quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông và rà soát vị trí điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông trên đường bộ. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp các vấn đề về phối hợp tuyên truyền, giải pháp kiểm soát tình trạng học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi học khi chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhằm mục tiêu tiếp tục kéo giảm số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh ghi nhận đánh giá cao các tập thể cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời nhấn mạnh. Để chỉ tiêu năm 2024 mà chúng ta đạt như kế hoạch đề ra thì chúng ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Và tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch các dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào những cái nhiệm vụ đã được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chỉ đạo của Trung ương. Cần quan tâm đẩy mạnh cái tuyên truyền vận động thực hiện các cái nội dung. Mà trong các cái nội dung này chúng ta phải kết hợp tuyên truyền sao mà nó để đi vào chiều sâu. Chung quanh cái tuần tra kiểm soát thì chúng ta cần phải làm nghiêm hơn, chấp hành các cái quy định cũng như là các cái phương tiện mà tham gia vi phạm thì chúng ta cần có cái biện pháp xử lý cho nó đảm bảo đúng quy định theo pháp luật. Đặc biệt là thực hiện cái kiểm soát xử lý các cái phương tiện mà nồng độ cồn, các cái công trình giao thông thì phải đáp ứng được cái vấn đề nghiệm thu về an toàn giao thông, kiểm tra, kiểm soát, khắc phục những cái điểm có nguy hiểm, các cái điểm đen, cái điểm mà nó có tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn, về giao thông. Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024, trao khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.